Trẻ em bây giờ có quá nhiều lựa chọn về đồ chơi, về giải trí, tivi, điện thoại, đồ chơi công nghệ, đồ chơi điện tử, v.v. rất nhiều. Chẳng bù cho những đứa trẻ của thế kỷ trước, chỉ có vài trò chơi dân gian. Hy hữu lắm, nhặt được cái nắp ken thì sẽ tạo ra được một cái đồ chơi rất là hào hứng. Chúng ta bắt đầu nhé. Tạo trò chơi với cái nắp ken này. Một trong những cái trò chơi rất ám ảnh của mấy đứa nhóc, mấy đứa trẻ ngày xưa. Lượm cái nắp ken ra, lượm cái nắp ken về thì đập thẳng ra. Xác định bằng cách nào? Kiếm miếng giấy trắng nhỏ các bạn. Chúng ta gạch chéo nha. Gạch chéo một cái đi ngang qua giữa các cái ô này. Đây, đi ngang qua giữa hết các cái ô vuông này. Rồi sau đó đặt cái này lên. Hai cái mí này nó sẽ trùng canh cho nó giáp hai cái mí ô vuông này. Đó, ví dụ đã giáp rồi. Đó, thì cái đường đi ngang đây nè. Đó, cái đường này nè. Nó chính là cái đường kính của vòng tròn này. Rồi, quay một cái góc khác cũng làm y như vậy. Canh cho nó tương đối chuẩn. Đó, chúng ta cũng kẻ cái đường đi ngang đây nè. Thì cái chỗ này chính là tâm. Và chúng ta chỉ cần đục hai cái lỗ. Đó, nó cách nhau khoảng 5-6 ly ở giữa. Và thì nó sẽ cân. Cái miếng này sẽ cân. Đấy, dùng cái đinh đục lỗ các bạn. Rồi, chúng ta kiếm một cái đoạn dây dù đưa qua. Ngày xưa thì đi tìm mấy con diều vướng. Thế nào nó không còn một khúc dây. Đó, hoặc là dùng dây câu, chỉ câu của tía. Rồi, chúng ta xoay qua. Sâu lại. Rồi, độ dài của đoạn dây khoảng 2 gang thôi. Rồi chúng ta nối lại ha. Rồi. Như vậy là có cái đồ chơi. Đây. Một bên khoảng dư 1 gang dây. Sau đó chúng ta quay và làm dây rút. Cái lỗ giữa mà cân á, thì nó sẽ chạy rất thẳng và chạy rất lâu, có thể chạy hoài vậy á. À, người
hết chạy. Đó lại làm quơ vòng tròn. Quơ vòng tròn vài vòng bắt đầu giật dây mạnh ra. Đó thì nó sẽ chạy. Sau khi mà giật ra cái thì thả tay vào liền đó, để cho cái bánh xe nó có quán tính rồi lại rút ra. À, nhịp nhàng như vậy thì nó sẽ chạy rất là lâu. Ở ngày xưa có bao nhiêu đây thôi. À, cả tuổi thơ chỉ đi lượm nắp ken và lại về làm trò chơi dây rút thì còn cho bạn mượn để chơi nữa. Tiếp theo là làm cái chông chống rút nha các bạn. À, chúng ta dùng một cái đoạn trúc khoảng gần 1 gang thôi. À, trúc thì thường ở giữa nó có cái lỗ. Dùng dao trúc khô hay trúc tươi đều được. Chúng ta dùng dao chặt hoặc là cưa. Giữa có cái lỗ. Rồi, chúng ta lấy một cái đoạn khoảng gần 1 gang thôi. Đây, trên cái đoạn ống này mình khoét một cái lỗ dài khoảng 2-3 phân á, và cách trên đầu này khoảng một ngón tay, tức là khoảng 6 phân á. Để chúng ta khoét nha. Đây. Một cái đoạn còn lại chúng ta chẻ một miếng để làm cánh quạt. Cắt ra các bạn. Cắt một đoạn làm cánh quạt. Rồi, chúng ta chẻ ra. Ừ, có một miếng này làm cánh quạt. Rồi chúng ta đo ngay giữa ha. Thì vui một cái lỗ. Đó, rồi dùng một cái đoạn tre nhọn. Cái này là cái chiếc đũa ăn bánh ướt này. Cũng bằng tre này. À, dùi một cái lỗ nhỏ rồi chúng ta vót, chúng ta đưa vào đây. Dài bao nhiêu? Đây, sắp đôi miếng giấy là các bạn. Nằm dấu à. Rồi đo ngược đằng này lại. Chính xác luôn à. À, như vậy là cái điểm cần dùi là nằm ở đây. Ừ. Dùng một cái vật nhọn gì đó dùi qua ha các bạn. À. Ở đây mình có cái khoan nhỏ, khoan tay nhỏ. Khoan nhẹ 2-3 cái lủng rồi. Rồi vót cái đũa này để gắn lên đây, làm cái chống chống.
Đó, trên đầu nhọn ở dưới nó lớn hơn, cho nên chúng ta ghim vào nó sẽ rất là chắc. À, rất là chắc. Chỉnh cho nó ngay là các bạn. Rồi cái bộ phận này thì chúng ta lát nữa đút vào trong cái ống trúc như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm dấu ở đây để mà cột một cái cọng dây vào đây. Đây là ngay vị trí ở giữa cái đũa này. Đó, chúng ta sẽ cột cọng dây vào đây. Làm một cái dấu nha các bạn. Để cột cọng dây vào cho chắc. Dùng cọng dây khoảng 3 găng tay nha các bạn, dài khoảng 3 găng tay, chúng ta cột vào. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Giờ xong các bạn. Đút cái cây vào trong cái ống. Lấy cọng dây ra. Khiều cọng dây ra. Rồi. Vậy là xong cây chống chống rút. Để cho nó hoạt động thì trước tiên chúng ta cuốn vào vài vòng dây trước nha. Đó, dây nó được cuốn ở trong cái ống cây đũa này. Còn khi hoạt động thì chúng ta rút cái tay ra rất là nhanh, sau đó thì buông cái tay ngược trở lại liền. Để cho khi mà cái con chống chống nó quay hết dây thì do quán tính nó tự động nó cuốn dây lại. Và cứ như thế thì nó chạy hoài. À, còn nếu không khéo rút ra một cái là nó đứng luôn, nó không có chạy. À, thành ra cái này coi đơn giản vậy thôi. À, nhưng cũng phải 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 khéo thì cái chồng chống nó mới quay. Bắt đầu nha các bạn, thử nha. Kẹt là hết chạy. À, trường hợp kẹt hết chạy thì chúng ta lại quay vài vòng. Đó, nếu lỡ tay kéo không khéo là nó hết liền. Đó, rồi chúng ta lại quay vòng khác thôi. Rồi, thì video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi nha. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. À, đây là những cái trò chơi tuổi thơ rất là ấn tượng của những đứa trẻ thế kỷ trước. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.